cả nhà. Cả nhà có khỏe không cả nhà? Út Lượng đang ngồi ở vườn rau nè cả nhà. Buổi sáng đi ra thăm mấy cái cây trái trong vườn nè cả nhà. Hôm nay mời cả nhà đi thăm mấy cái trái của vườn Út Lượng như thế này nha cả nhà. Coi cả nhà thấy nè. Cái này là trái dưa lưới nè cả nhà. Nhà thấy đẻ nha. Cả nhà thấy trái dưa lưới nè. Bây giờ mà mùa hè á, nó nóng á, nó nhanh lớn cả nhà. Mà bữa Út Lượng quay thì có cái cây dây không à. Bây giờ coi cái trái nè. Cả nhà thấy à. Đẻ ha. Cái dây nó nhiều trái lắm cả nhà. Cái này có một trái nữa nè. Vài bữa nó lớn, ở trong á, cái màu nó kem kem, ăn nó ngọt lắm cả nhà. Thấy đẻ chưa? Trái nó nằm ở dưới đất á, tự mình thể ở dưới đất nó bò, mình không có làm vàng cả nhà, nên trái nằm dưới đất luôn. Trái đây nữa nè, thấy đẹp ha, nó còn đeo bông nữa nha cả nhà. Cái dây nó cũng nhỏ mà trái cũng nhiều á, có trái nhỏ nữa nè. Cái dây nhỏ cho mè hơn nó có 4 trái lớn, lại nó còn ra hoa nhiều lắm. Bên cạnh cái dây dưa lưới nó cái dưa hấu nữa nè. Cái trái dưa hấu dễ thương chưa, vài bữa nó lớn mà hái ăn. Trời nóng nó nhanh lớn lắm vậy nha. Mình trồng mấy cái dây dưa nó gần nhau nên nó bò que bò lại nè. Cái này là dưa leo nè cả nhà. Dưa leo hồi bữa Út Lượng nè, dưa leo dài bự mà cái dây đắt lông, còn này là dưa leo lén nè, trái nó nhỏ nè. Cái loại dưa này ăn nó ngon lắm cả nhà. Trái nó nhỏ nhỏ gì á, ăn nó có cái vị hơi ngót 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 ngọt ngọt. Cái trái đó lén 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 gì đó, nhỏ nhỏ nó không có bự như cả nhà, mà ăn rất là ngon. Loại dưa leo đây nó trái nó sai lắm. Ở nhà hái bớt rồi nè cả nhà. Dưa leo này cả nhà thấy nó còn ra trái nhỏ nhỏ nữa nè. Một đó, một mắt nè, một trái nè, thấy chưa? Cái này là mình trồng mình không có ngắt đột được gì hết á, mình nó ra trái sai lắm. Hái hoài thành cũng bớt rồi á. Cái dây dưa hấu này nó ra trái non nữa nè cả nhà. Nó có nhiều bông lắm. Nè cả nhà thấy bông của nó nữa nè. Còn cả nhà thấy đây là những cái cây măng tây nè cả nhà, Út Lượng trồng nè, đó nó nảy mầm nè. Nó được bằng một ngón tay rồi đó. Vài bữa nó keo chút xíu nữa là Út Lượng lấy cây á, rồi bắt đầu mình giăng que để cho nó khỏi nghẽ cả nhà. Những cây măng tây này nhìn thấy nó dễ thương chưa, mỏng manh chưa cả nhà. Chừng nó lớn á, là bắt đầu nó thành cái mục bằng cái ngón tay cái của mình, ăn giòn ngon đó. Giờ nó còn nhỏ nên nó yếu á, nên nó nghẽ gì vài bữa bắt đầu nó lớn chút xíu nữa là bắt đầu mình lấy cây cho mình ấy lại. Đó, cả nhà thấy nó nhìn vô giống mình đâu có biết măng tây hả cả nhà ha. Nó còn nhỏ. Mình trồng hèn á, chừng nó mọc lên điểm nè. Đó cả nhà thấy không, nó đẹp chưa nè. Đó, mình trồng hèn chừng mình làm hàng rào lên cho nó đẹp không cả nhà, dễ thương ha. Mỏng manh như yếu. Cả nhà xem mấy cái nho nè, giờ trái nó cũng để lớn rồi nè cả nhà. Chùm chùm đẹp chưa? Thấy đẹp chưa cả nhà? Cả nhà thấy nho này đó. Nó thòng xuống cúi dưới đất nè, còn lên nè.
Nho thì nó có loại màu tím với lại loại màu trắng cho nhìn đó. Coi nè, chùm 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 nè. Đẹp chưa? Đó, đẹp chưa? Giờ nó cũng lớn rồi này. Cái này vài bữa nó lớn, nó chín, nó hái làm rượu cũng ngon rồi. Trái cây nó nhiều vậy nha. Cả nhà thấy đẹp không? Hồi bữa Út Lượng quay mấy cái cây nho bên kia trái nó nhỏ, giờ bên cây nho bên đây nó lớn. Thôi Út Lượng xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà hồi nãy giờ để theo dõi video của Út Lượng nha. Thăm vườn rau nha. Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Để nhìn thấy nha, để không? Bye bye.